Xin được chào mừng toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Tài nguyên đất. Ngày hôm nay thì em đang có mặt tại xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để giới thiệu cùng toàn thể cô chú anh chị mình một mảnh đất với tổng diện tích là 2 ha 7, sổ sách đầy đủ hết rồi. Đất của chúng ta thì ôm hai mặt đường nha. Ôm hai mặt đường đất với tổng chiều dài mặt đường là 500 m nha quý chị. Đường này là đường thông, đường 4 m. Mặt 400 m đường đất ô tô vào thoải mái nha quý chị đất đã đóng tiền làm bê tông rồi trên đất có một căn nhà cấp 4 gồm 5 phòng riêng cũng khá là rộng rãi như quý chị nhà xây kiên cố à, ngoài ra thì có hai dãy chuồng dê chuồng này thì uh, mới xây dựng xong chưa nuôi nha quý chị ước tính hai dãy chuồng này có thể nuôi được 500 con dê trên đất có một hồ bạt nhân tạo một giếng khoan đã có sẵn điện pha pha rồi à, khu vực này thì cũng rất là nhiều dân sinh sống rồi địa hình đất thì bằng phẳng, chất đất là đất đỏ ba gian xốp không sỏi đá. Từ vị trí đất của mình đã đến tỉnh lộ 755 là 400m, cách trung tâm xã, trường, chợ là 4km, cách trung tâm huyện Bù Đăng, khu lộ 14 là 10km nha quý chị. Nói chung đường xá cũng khá là thuận tiện rồi, đoạn đường đất cũng ngắn cho nên là cũng rất là dễ di chuyển nha quý chị. Giá mà với chủ đưa ra cho mảnh đất này là 3 tỷ lưỡi, có bớt chút nọc, nếu như cô chú anh chị còn điều gì thắc mắc từ mảnh đất này thì có thể gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại 0929339929 để em có thể trao đổi và giải quyết tất cả những vấn đề mà cô chú anh chị đang còn thắc mắc. Đồng thời sẽ đưa cô chú anh chị mình đi xem trực tiếp mảnh đất này. Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị trong những video tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại.